Những câu chuyện đáng chú ý trong cà phê trưa ngày hôm nay: nghi vấn Jun Vũ và hot boy Ngô Hải Nam đang hẹn hò, Triệu Vi bị phong sát trên truyền thông Trung Quốc, trailer Spider-Man No Way Home lập kỷ lục lượt xem, Hồng Kông kiểm duyệt phim cũ để tìm lỗi vi phạm về an ninh, huyền thoại APPA lần đầu trở lại sau gần 40 năm vắng bóng, câu chuyện showbiz trò chuyện cùng cặp đôi Miko Kenji. Xin chào quý vị đã đến với chương trình Cà Phê Trưa và tôi là Khánh Nguyên. Chúng ta lại gặp nhau vào ngày cuối tuần rồi. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11h45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và app Netlove, cũng như là sẽ phát lại vào lúc 12h trên kênh YouTube Netlove. Các bạn đừng bỏ qua nhé. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tin nhanh showbiz. Jun Vũ và Ngô Hải Nam mới đây đã lọt vào tầm ngắm của netizen khi rò rỉ loạt hình ảnh cho thấy hai nghệ sĩ đang hẹn hò và sống chung nhà. Theo đó, những gì mà Jun Vũ và Hải Nam chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng cặp đôi đang sống chung một nhà. Đầu tiên, nữ diễn viên đã công khai theo dõi chỉ một người duy nhất trên TikTok, đó chính là tài khoản của Ngô Hải Nam. Xu hướng chỉ theo dõi duy nhất người mình yêu, hoặc vợ, hoặc chồng đang được nhiều sao Việt, giới trẻ áp dụng. Không chỉ vậy, trên Instagram và Facebook, Jun Vũ, Hải Nam cũng đã theo dõi nhau và chăm tương tác qua lại. Ngoài ra, nhiều điều trùng hợp trên trang cá nhân của Jun Vũ đã để lộ khiến khán giả nghi vấn cô hẹn hò cùng hot boy Ngô Hải Nam. Trong một clip TikTok, nhiều chi tiết chứng tỏ cả hai đang cùng sống chung nhà với bối cảnh xuất hiện khá giống nhau. Ngô Hải Nam sinh năm 1996 là người Thái Bình, với chiều cao 1m78. Ngoài danh xưng là một hot boy, anh còn là người mẫu, diễn viên. Sau khi nhận được chú ý vì tham gia các chương trình truyền hình thực tế, Hải Nam đã bắt đầu nhận được nhiều lời mời đóng phim, có thể kể đến như Chị đứng đấy chờ em đến, Chỉ có thể là em, 10 năm hàng xóm, v.v. Drama hot nhất mới đây khiến cho mạng xã hội Trung Quốc đứng ngồi không yên, đó chính là việc ngôi sao Triệu Vi hứng chịu đợt phong sát ngầm cực kỳ căng thẳng. Hàng loạt bộ phim đình đám, show truyền hình, nền tảng trình chiếu v.v. lần lượt xóa bỏ tên của nữ diễn viên. Có thể nói đây chính là đợt phong sát ngầm mạnh mẽ và không kém phần dồn dập từ phía truyền thông trong việc cho cái tên Triệu Vi chính thức bay màu. Tối ngày 26 tháng 8, Triệu Vi chính thức mất hashtag siêu chủ đề mang tên mình trên Weibo. Đối với một nghệ sĩ Trung Quốc, việc bị xóa siêu chủ đề đồng nghĩa với việc sự nghiệp của người này bị đánh dấu chấm hết. Truyền thông và cư dân mạng tẩy chay kịch liệt tên của Triệu Vi trong phần giới thiệu của loạt phim như Hoàng Châu Cách Cách phần 1 và 2, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì, Kinh Hoa Yên Vân, Sử Thi Một Người Con Gái, Mẹ Hổ Bố Mèo v.v. hoàn toàn biến mất. Nhiều show truyền hình vội vã xóa gấp cái tập có Triệu Vi làm khách mời. Nhiều netizen phản ánh không thể tìm lại được tập cho Vương Bài Đối Vương Bài, đặc biệt là tập tái ngộ với bộ sậu Hoàng Châu Cách Cách. Show truyền hình Nhà Hàng Trung Hoa đang bị réo gọi cần phải xóa hai phần có Triệu Vi ngay. Trong lúc các show truyền hình và phim ảnh có động thái mạnh mẽ thì EG, nền tảng truyền chiếu lớn nhất nhì, đã có quyết định cứng rắn khi cho Triệu Vi bay màu sạch sẽ. Không còn bất cứ clip hay show truyền hình nào của nữ diễn viên hiện lên khi gõ từ khóa tìm kiếm. Giữa tình hình này, người bạn thân lâu năm là Huỳnh Hiểu Minh, chị em thân thiết với Lý Băng Băng và fan cứng của Dương Tử, lại có hành động quay xe đầy bất ngờ khi lập tức xóa hoặc là ẩn hết những bài viết có liên quan tới nàng én nhỏ. Hiện tại, netizen vẫn đang nín thở trước hành động mạnh mẽ của truyền thông trong việc phong sát Triệu Vi. Nhiều người cho rằng, từ việc chính thức gạch tên Trương Chiết Hạng ra khỏi làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Vi, sếp của nam diễn viên cũng đã bị liên lụy. Chỉ trong 24 giờ ra mắt, trailer phim Spider-Man No Way Home đã lập kỷ lục trailer được xem nhiều nhất mọi thời đại khi cán mốc 355,5 triệu lượt xem. Con số này vượt qua 289 triệu lượt xem trước đó của Avengers Endgame và gần gấp đôi so với 135 triệu lượt xem của Spider-Man Far From Home. Không chỉ mang về lượt xem khủng trong thời gian ngắn, Spider-Man No Way Home còn thống trị về mảng truyền thông. Theo thống kê, bộ phim được nhắc tới 4,5 triệu lần trên mọi trang mạng xã hội toàn thế giới. Trên thực tế, phần phim thứ 3 về nhện nhí của Tom Holland chỉ cần 12 tiếng để cán mốc 1,96 triệu. Như vậy, các thành tích trước đó của Spider-Man Far From Home hay là Avengers Endgame đều bị Spider-Man No Way Home xô đổ một cách dễ dàng. Điều này khiến cho người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Việc Dr. Octopus do Alfred Molina thủ vai xuất hiện khiến người hâm mộ hào hứng. Cùng lúc đó là sự xuất hiện của các diễn viên như Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei. Giới chức Hồng Kông đang chuẩn bị tiến hành kiểm duyệt kỹ lưỡng hơn những phim trong quá khứ để tìm lỗi vi phạm liên quan đến an ninh quốc gia. Giám đốc Sở Kinh tế, Thương mại Hồng Kông Khưu Đằng Hoa tuyên bố, tháng 6 vừa qua, đặc khu này đã cập nhật bộ quy tắc kiểm duyệt cho phép cơ quan chức năng cấm chiếu những bộ phim vi phạm luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt. Nhưng đến ngày 24 tháng 8, giới chức Hồng Kông lại công bố luật kiểm duyệt mới gắt gao hơn, yêu cầu cả kiểu phim cũ, phim đang chiếu lẫn phim cấm chiếu
phim bị cơ quan chức năng đánh giá có rủi ro gây hại an ninh quốc gia sẽ không thể kháng cáo qua kênh thông thường. Thay vào đó sẽ có một cuộc xem xét tư pháp tại tòa, thủ tục pháp lý kéo dài và tốn kém. Khác với Trung Quốc đại lục luôn kiểm duyệt nghiêm ngặt và thẳng tay cấm chiếu nhiều tác phẩm phương Tây, lâu nay Hồng Kông kiểm duyệt phim khá thông thoáng. Phòng quản lý phim, báo chí và xuất bản Hồng Kông OFNAA, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm duyệt, phân loại phim, chỉ lưu ý đến phần nội dung mô tả bạo lực quá mức, hành vi xúc phạm hoặc mang tính phân biệt đối xử. Theo The Sun, ABBA đang rục lịch quay trở lại thị trường âm nhạc cùng với ca khúc mới vào thứ 6 tuần tới. Đây là lần đầu tiên trong gần 4 thập kỷ, bộ tứ của ABBA hội ngộ trong sản phẩm âm nhạc mới kể từ năm 1982. Mặc dù dự án đã bị trì hoãn từ lâu, nhưng Beyond Envious nói với The Times vào tháng 4 năm 2020 rằng ABBA thu âm 5 bài hát mới và vẫn đang lên kế hoạch phát hành. Một tháng sau, ca sĩ nói với The New York Times rằng anh và Anderson cùng hợp tác cho một số bài hát mới sẽ được ABBA phát hành vào mùa thu năm nay. Bên cạnh đó, nhóm cũng đã chuẩn bị một chương trình mang tên ABBA Voyage với phần biểu diễn loạt bản hit của ABBA khi còn trẻ. Chương trình dự kiến tổ chức tại London với hình ảnh 3 chiều của 4 thành viên còn gọi là ABBA Tax. Các nhân vật 3 chiều sẽ trình diễn và giao lưu cùng với khán giả, mang lại cảm giác đang chiêm ngưỡng buổi diễn của ABBA vào những năm trước. Mặc dù chia tay vào năm 1982, âm nhạc ABBA vẫn tìm thấy sức sống mới nhờ thành công của vở kịch Broadway và sau đó là bộ phim âm nhạc chuyển thể Mamma Mia, cũng như sự nổi tiếng bất ngờ của ABBA trên ứng dụng truyền thông mạng xã hội TikTok, nơi các bài hát như Chiquita, Slipping Through My Fingers hiện trở thành trào lưu. Và vừa rồi là phần điểm tin của tin nhanh showbiz. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo, đó chính là câu chuyện showbiz. Và đến với chuyên mục câu chuyện showbiz ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tái ngộ với cặp đôi đáng yêu, dễ thương và tràn đầy năng lượng tích cực, đó chính là cặp đôi Miko Lan Trinh và Kenji. Không biết ngày hôm nay cặp đôi này sẽ tiếp tục chia sẻ những gì cho quý vị khán giả đây. Rất là tò mò phải không ạ? Và bây giờ xin mời kỹ thuật kết nối với cặp đôi Michi ạ. Ở tập trước, chúng ta đã biết được những điều thú vị trong cuộc sống của cặp đôi Michi trong mùa dịch này. Những điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Hãy cùng đón xem đó là những gì nha. Nếu mà bên cạnh những điều vui thì cũng phải có những nỗi buồn chứ đúng không ạ? Vậy thì những cái coi kỷ niệm buồn nào trong cái mùa dịch này mà anh chị có thể kể cho em nghe với được không? Không phải là buồn, mà nó chỉ giống như là những cái tiêu cực mà mình phải đối mặt các em. Tại vì trước đó thì anh làm giám đốc bên công ty, anh sẽ không bao giờ gặp phải cái chuyện là gặp những người bổ bả hoặc là những người ăn nói mà gây cho mình bất ngờ vì vô văn hóa. Sốc lắm, tại vì đến khi mà anh quản lý bay của chị và trực tiếp đọc từng comment của mọi người thì anh mới phát hiện ra là ồ, là hóa ra vẫn có những kiểu người như vậy tồn tại quá nhiều. Vào một Facebook của chị đúng không, là chị là một nghệ sĩ nữ, thì có một số bạn nam lại đi comment rất tục luôn, như kiểu là trời ơi con này nhìn ngon quá, thèm liếu liều. Kỳ cục quá ha. Và rất nhiều em, anh cứ nghĩ là sẽ không còn những cái trường hợp đó nữa. Và thậm chí có những anh đã có gia đình để hình avatar là của con mình, trời ơi, và đi vào Facebook của một người nữ nói những cái câu như vậy. Anh cảm thấy là khi mà mình xóa những cái comment đó, mình không cảm thấy là bực bội nữa, mà mình chỉ nghĩ là chết rồi, mấy chú này nếu mà vợ chú, con chú, người thân chú đọc phải, không biết là mặt mũi để đi đâu nữa. Có một cái may ở trong cái chuyện chú nói là vì trong thời điểm này Trinh lại được đọc những cái đó cùng với chú. Tại vì á, nếu mà là hồi trước á, khi mà Trinh đọc á, thì bạn nghĩ Trinh sẽ làm gì? Trinh xóa đi. Rồi một mình. Thì Trinh nói Trinh không buồn, nhưng mà buồn chứ. Ừ, mà buồn một mình nữa. Và bản thân bây giờ cũng có rất nhiều người nói với lại Miko là thôi cứ lơ đi, bởi vì mình đâu có thể dẹp hết được những cái chuyện đó. Nhưng mà đầu tiên là Miko có chú á, sau cái là hai đứa mới nói chuyện với nhau và Miko mới hiểu ra nó ngọn ngành, nó xuất phát từ cái lý do gì để người ta phải vào và đưa ra những cái nhận xét rất là phiến diện. Rồi từ đó Miko thấy mình có đầy đủ suy nghĩ để nói chuyện trả lời lại. Tại vì hay như vậy nè Uyên, những người này Trinh nghĩ là do cái gì? Do từ trước tới giờ chưa ai nói lại họ, chưa có ai chỉ cho họ biết như vậy là xấu tính, nên
khi có những người á, Trinh chỉ cần nói lại một câu thôi em, họ nhận ra liền và họ lại đổi qua một cái dạng khác liền. Nhưng mà cũng có những người thấy mình sai luôn. Nên nói thật ra muốn tâm sự với em là chắc chắn chú và chị không có buồn một chút xíu nào khi đọc những cái comment tiêu cực. Hai đứa thật sự chỉ quan tâm là làm sao yêu nhau thì phải yêu nhau cho đúng như là những gì mà đang nói với cộng đồng mạng. Chứ đừng khoe một đàn song sóng thật một nẻo. Đó. Ở trên mạng thì ô ô là... về nhà đi. Đó. Cái đó là sống ảo đó. Cho nên nó những cái khó khăn của Michi cũng y như những khó khăn của các cặp đôi bên ngoài thôi. Nhân lên thêm nhiều phần. Nên hai đứa mỗi lúc phải học, mỗi lần cãi nhau xong là cũng phải ngồi xuống học, mà nó có khi nó còn áp lực hơn bình thường nữa em. Tại vì lời mình nói ra nó phải đúng, nên là phải hiểu được cái vấn đề này ngọn ngành luôn. Có thể những cái mối quan hệ khác em nó hơi nhức đầu, hơi dẹp dẹp khỏi, nhưng mà đây không, ngồi xuống nói chuyện cho ra tại sao anh lại như vậy, tại sao em lại như vậy, cái gì đưa hai đứa tới vấn đề này, rất là khoa học, rất nghiêm túc luôn. Nhưng mà hình như Trinh rất là mong được chia sẻ mấy cái đó ở trên mạng, nhưng mà mọi người toàn quan tâm tới cái rìa rìa không à. Chưa có ai hỏi vô cái cốt là làm cách nào anh chị sau một năm mà vẫn còn lãng mạn như hồi mới yêu. Có những cặp mới có 6-7 tháng là thấy nhau là thấy gớm rồi, đúng không em? Đằng này còn chuyển về sống chung nhà. Em có thấy có những cặp yêu nhau lâu nhưng mà về cưới nhau 1 tháng, 1 năm xong ly dị liền. Đó là vì kỹ năng sống chung nhà không có. Vậy thì Trinh, tụi Trinh á, hồi nãy em hỏi cái câu chị rất thích luôn, đó là có những cái câu chuyện nào đúng, hai người yêu nhau có 1.000 câu chuyện mà 1.000 câu chuyện nó đẻ ra 1.000 bài học. Mấy cái đó chưa có thấy ai đào sâu vô nói hết, toàn nói mấy cái rìa rìa, mấy cái không biết cô này có mê anh này không. Sau rồi các chị hỏi anh ơi anh phẫu thuật phần dưới chưa. Trời đất ơi, rất là tế nhị luôn á mấy chế. Thì đó là cái mà anh lớn lên rồi, em hiểu không? Có nghĩa là trước đó anh đã gặp những kiểu người như vậy, nên bây giờ anh có một cái trạng thái tâm lý khác rồi. Cười trên tất cả. Thực tế người này mới là người cho chị năng lượng, mới là làm cho chị thấy chị dám đứng đây chị nói mấy cái câu đó với em. Chứ ngày trước chị sẽ rất lo là trời ơi, mình nói ra cái tới ngày mai mình đi ra ngoài mình thấy anh nào đẹp trai hơn mình mê rồi sao. Chị không biết là em có giống chị hay không nha, nhưng mà chị đảm bảo với em là cái chuyện gặp đúng người mình không có muốn thêm nữa là có thiệt á. Tại vì em chưa chắc. Chắc chắn là có thiệt. Uyên chưa chắc lắm. Uyên chưa chắc lắm kìa em. Tại vì là em chưa chắc. Khi nào, khi là em đã biết đủ đá đủ vàng rồi đó, khi đã biết là mình rất cần cái gì mà ngày trước tới giờ mình không thể nào làm được, sau đó gặp một người á, chỉ cần bước vô không cần phải nói nhiều với em, nhưng mà tự nhiên em thấy đủ luôn, không còn một cái lý do gì để mà cần thêm một ai quá đẹp trai hay siêu giàu hay siêu chiều mình đâu cần, tại vì mình đang đầy đủ hết rồi mà. Còn anh bị hố. Trời ơi, trên set quay á, lúc tán mình á thì thấy tò tò ngó ngó vậy thôi, đâu ngờ đâu về nhà lục ra mới biết học sinh trường chuyên. Rồi kiểu như là lúc em hiểu cái kiểu học sinh mà lúc nào cũng 10 phải hết mọi môn 10, 12 năm không? Bé không tin đâu. Hồi đó Miko là thủ khoa tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh giỏi các quốc gia môn toán và văn. Xong rồi... rồi sao? Gặp thứ dữ rồi. Ừ em thấy tức không? Trong khi nói chuyện với mình với lại trên đoàn lúc mà chat họp BBM trước khi quay ấy, chat đúng ngây ngô luôn kiểu hả? Ok, gì? Hey! Đó là chắc mà một từ một câu em hiểu rớt 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 sao anh còn có vẻ nhỏ này kỳ cục quá đúng không? Bây giờ mình sẽ chơi một phút thật lòng nha. Thì trong cái thời gian giãn cách á, có cái điều gì trong cuộc sống hay là trong công việc nè, nói chung là cái cuộc sống gia đình của anh chị á, có cái điều gì mà anh Kenji làm cho chị Miko phải buồn ức chế nè, hay kiểu cảm thấy giống như là mình không có được giải tỏa ra vậy á, hoặc là và cái điều đó nó xảy ra ngược lại không ạ? Rồi, một phút thật lòng bắt đầu. Xin thưa mọi người, em bị bệnh OCD, là bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cứ phải sắp xếp mọi thứ vuông 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 đâu rồi. Tự khai luôn, tội nghiệp lắm. À, hèn chi, hồi nãy em có thấy mấy anh chị lia một vòng cái nhà thì em thấy là tất cả mọi thứ rất là gọn gàng luôn. Bởi vậy em biết không, chị đã tính rồi là hôm nào mà chị cãi nhau với anh á,
chị sẽ làm gì nè, chị sẽ ra chị sẽ để nghiêng. Chỉ vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi là đó, anh sẽ đó, em thấy là anh đi ra sửa lại đó. Thì đi về 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 chỗ đi để tâm sự cho nghe một phút thật lòng. Trời ơi, đây là một phút bán đồ. Cái lúc mà cả thành phố lockdown luôn á là lúc đó Trinh đã giải quyết được cái vấn đề rồi. Chứ còn á, cái hồi mà chưa mà chú mà Trinh chưa tự làm quen với một người OCD trong nhà đó là chắc Trinh sẽ đó. Em biết không, bình thường á chị là người ok một chút xíu bừa bãi. Không, tính ra là em không có bừa đâu, chỉ là chưa có quen với việc buông hết thôi. Đó, thì anh sẽ rất là khó, trong khi bản thân mình thấy là mình đã cố gắng 100% so với hồi mình ở một mình. Đó, vậy mà chỉ cần một cái mình làm không khéo thôi thì anh sẽ khó chịu, mà kiểu giống như là không biết bực bội gì ở đâu mà thấy cái mặt cứ hầm hầm á em. Xong rồi cái mình mà hỏi vô thì anh sẽ nói em vô tâm lắm. Trời ơi, sao em kể câu chuyện căng thẳng quá vậy? Đâu có căng như thẳng vậy rồi đâu. Đó. Là nhưng mà buồn, không, cái này là một phút ngã. Thật lòng. Cái này là một phút thật lòng. Đây, anh kể cho anh buồn, sao anh gục ngã. Đó, y chang. Mà chị á, tính của chị là tính nữ hiệp mà. Tự nhiên nhìn thấy người yêu mình mà diễn vai buồn. Xong cái... diễn cái con khỉ cô đó là tự nhiên ảnh buồn. Xong cái mình cứ lại mình hỏi có chuyện gì vậy anh? Cái ảnh... có chuyện gì vậy anh? Em vô tâm lắm. Ừ, em vô tâm lắm. Thế xong mình thấy tức, trời ơi, cái tâm của mình á để vô 100 chuyện không chịu xem, còn cái này là cái gì, tức quá, tức quá. Căng thẳng lắm, căng thẳng. Một đứa thì thấy là sao quá cố gắng rồi, còn người kia thì thấy là không tưởng tượng nổi cái chuyện đơn giản như vậy mà em không nhìn thấy. Bé căng thẳng theo luôn rồi bé ơi. Nên đó em, rất cần sự yêu nhau nhiều. Xong đó nhìn thấy cái giá trị của tình yêu để làm gì, để ngồi xuống và nói chuyện. Và cả hai đều xuất phát từ tình yêu thật, với lại xuất phát từ sự thật lòng nữa. Không có nói xạo, có nghĩa là từ đầu chú đã nói với chị chú OCD rồi. Nhưng mà chị chưa có hiểu cái mức độ thôi. Nên á, phải có những cái bước đó, có nghĩa là tình yêu thật, xong rồi cố gắng vì nhau, rồi nhìn thấy ở mình cũng là sai. Rõ ràng mình có lý do mình sai nên người kia mình cũng giận, nên là mấy cái đó cộng lại mới có thể sửa được cái tính. Thiệt, chứ bình thường mình không có mấy đó mình không sửa được đâu. Và bản thân chị bây giờ tự thấy chị tiến bộ hơn rất là nhiều, ở được với người này là tiến dữ lắm rồi đó. Là vô quân đội đương được rồi đó, y như quân đội luôn á. Rồi sao mọi người thấy Trinh ốm như ốm nhách không? Đó là vì ngày xưa không có giữ được một cái chế độ ăn kiêng hợp lý, tại vì tính mình là tính thoải mái mà. Còn gặp chú hả, chú chỉ cần nhăn thôi là chị không dám ăn rồi, em hiểu không? Trời ơi, sao mà gắt quá vậy? Trời ơi, ta lần rồi em, ta lần của công ty rồi. Nhưng mà nó phải xuất phát từ tình yêu. Vậy thì nãy giờ là của chị Miko rồi, bây giờ là anh Kenji có bức xúc, có cái gì đó có chuyện mình nói ra luôn được không ạ? Không, thì anh chỉ thấy hài lòng thôi chứ anh không bức xúc đâu. Tại cũng tội lắm. Như cái chuyện là ngủ đó đó em, hồi nãy anh chị có nói á, là lúc trước chị Miko có cái thói quen thức đêm lắm. Mà anh cũng từng trải qua cái việc đó rồi. Tức là khi mà mình sau những cái tổn thương về tinh thần, nhất là những chuyện tình cảm ấy, xong mình khó ngủ đêm lắm. Nhưng mà đến khi mình cũng đã trải qua cái giai đoạn là thức liên miên, cho đến khi mà mình đi làm cũng tiếp tục thức, đi quay theo đoàn đi, thì có những lúc mà mình sụm luôn, mình mới thấy giá trị của cái sức khỏe, của cái việc ngủ nó quan trọng. Đó là cá nhân mình trước. Sau đó anh tập lại cái chuyện thời khóa biểu, anh đổi lại luôn. Anh tập sống có quy tắc, ngủ đúng giờ và thức dậy sớm. Nhưng mà đến khi gặp chị Miko, anh lại, lúc mình yêu thì mình đâu có thấy cái chuyện đó đâu. Nhưng ở chung là sẽ lòi ra ngay cái chuyện đêm là không chịu ngủ, thì mình cũng phải tìm cách để cho Miko ngủ được trước. Thế đó, cái những cái chuyện nhỏ nhặt đó, hoặc là chuyện đơn giản như là ngày xưa nếu mình ở một mình, cái khăn mặt của mình nó sẽ luôn phẳng phiu vuông góc, cái góc giường của mình mọi thứ nó cũng đều phẳng như là mới ủi xong. Rất rất nhiều thứ mà nó sẽ khác với cuộc sống của việc mà sống chung với nhau. Mặt cũng hay lắm em,
Như anh Kenji nói, mấy người yêu cũ cũng nói là ngủ đi em, nhưng mà mấy chục năm rồi mình không có ngủ sớm được. Và mình cũng đọc rất nhiều những bài báo là thức khuya thì có hại gì không, mình mặc kệ. Và những cái nét trên mặt của mình nó khô, nó già, mình mặc kệ, mình nó không có tới được cái tâm hồn của mình. Mà anh muốn hướng chị cái chuyện đó thì anh cũng giải quyết được cái gốc luôn, là con nhỏ này nó bị thừa năng lượng nên tối nó không ngủ được. Vậy thì anh bắt chị tập nhảy, tập hát. Rồi chị lười đúng không, chị làm nghề bao nhiêu năm rồi chị có những cái lười của chị. Anh không cho, anh bắt là lên livestream với khán giả đầu tư mua thiết bị về để live đi em, làm cái này ra kia để cho lúc nào cũng vận động. Rồi tối thì ôm hung xả ra một phát thì trời ơi. Chị nghĩ cứ để mình trưởng thành một chút đi em, tại vì mấy cái mình cảm á là bắt buộc phải có hiểu giá trị của nó, mà hiểu là phải qua vài vấp để từ từ. Đó là những câu chuyện về tình yêu nè, những cái triết lý trong cuộc sống mà cả hai cùng phải vun đắp với nhau, cùng phải phát triển cùng nhau. Vậy thì trong mùa dịch hiện tại mình chưa có thể làm được gì nhiều, vậy thì sau dịch thì mình sẽ cùng nhau làm những gì, anh chị có những dự định nào chưa ạ? Sau dịch thì tụi tớ sẽ bắt tay thực hiện MV, những bài hát, bởi vì mục đích và cái mà Trinh muốn chinh phục nhiều nhất vẫn là âm nhạc. Và bên cạnh đó thì sự nghiệp vlog của tụi tớ đòi hỏi lại thêm những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Tụi tớ sẽ tiếp tục thực hiện những cái job quảng cáo mà kết hợp với lại cả du lịch, với ẩm thực, với những mảng mà chúng tớ đang mạnh. Hiện tại bây giờ thì mọi thứ đang gói gọn trên online, thì chỉ chờ hết dịch một cái là ekip sẽ bung ra để mà thực hiện. Và chú thì cũng cái này khoe luôn được cho anh cái công ty. Được mà. Thôi vậy để giám đốc nói đi. Ok, xin mời giám đốc. Không, giám đốc nhường em, MC của công ty. Tụi tớ đang thành lập Michi Entertainment. Đó cũng sẽ là những cái bước mà gọi là chuyên nghiệp, hy vọng chuyên nghiệp nhất có thể. Và không chỉ làm cho Miko mà là làm cho tất cả những người mà trong nghề nói chung. Và muốn, thứ nhất là anh em đồng nghiệp thì có thể tìm một nơi để mà có công việc làm. Đó là cụ thể nhất, anh nghĩ sau dịch thì ai cũng cần cái điều đó hết. Miếng cơm manh áo đầu tiên trước. Rồi sau đó mới đến cái chuyện là những người nghệ sĩ trong nghề, khi họ loay hoay muốn kiếm ekip cho mình mà ekip đàng hoàng và không có cái kiểu mà đục ruộng hoặc là treo đầu dê bán thịt chó, thì anh muốn đưa một cái công ty nhỏ thôi nhưng sẽ lên cái tầm uy tín đó. Thì mùa này á, cứ những cái thông tin nó sẽ thay đổi rất là nhanh, nên cả hai đứa thấy quan trọng nhất đó chính là cùng nhau sắp xếp lại cuộc sống và công việc. Dự định hết dịch thì sẽ làm những cái chuyện lớn, còn bây giờ trong tầm tay có thể làm được, mình vẫn làm được tất cả mọi thứ khác. Kế hoạch, dự tính các thứ vẫn rất cần nhiều thời gian, em biết quản lý một cái fanpage, nhưng mà hai đứa là cũng muốn nổi tung đầu, bởi vì có những cái chiến dịch từ thiện của tụi anh này, như là Follow Your Dream, thì đó là trao tặng 3 phần cắt ngực cho các bạn chuyển giới nam sang nữ sang nam, và một phần cho bạn nam sang nữ làm ngực. Thấy là công việc nhẹ nhàng nhưng mà riêng cái việc đọc mail thôi nó cũng đã tốn rất nhiều thời gian, mà các bạn gửi về rất rất nhiều. Thì đó là chỉ là một phần thôi, còn ngoài ra cái chuyện livestream hay là quay vlog cũng là chính tụi anh dựng, có khi Miko ôm máy dựng, có khi là anh quay, có khi là Miko quay. Nói chung là công việc hai đứa thật sự dù là dịch cũng phải luôn lên kế hoạch và đang quá tải. Wow. Trong dịch mà anh chị còn đang quá tải về công việc, nghĩa là mình may mắn hơn rất là nhiều người luôn ấy ạ. Mình cảm thấy rất là respect, rất là trân trọng những cái công việc mà anh chị đang làm hiện tại. Để chia sẻ với mọi người thì Trinh thấy tất cả các ngành nghề đều có thể tiến lên online. Đúng. Nhưng mà và những ai mà từ trước tới giờ chưa rành về online thì Trinh thấy ở trên đây là một cái nguồn để vừa học kiến thức, vừa có thể giới thiệu được ngành nghề của các bạn. Trinh thấy bây giờ bất kỳ ai cũng cứ học về vlog, về online đi. Và như lúc đó thì Trinh cũng sẽ bớt được những cái tình trạng mọi người nhầm lẫn giữa vlog và kênh truyền hình. Tại vì bây giờ có rất nhiều người vào xem vlog nhà của tụi tớ đang nấu ăn, hai người, hai vợ chồng đang nấu ăn nhau, cái vào cái chị có thể nói chuyện với chồng chị cái giọng khác được không? Cái giọng bình thường được không? Chứ cái giọng này em nghe em thấy điệu quá, em khó chịu quá. Còn
chị có thể nói anh chồng là đừng mặc áo sơ mi vào bếp để nấu ăn được không? Có nghĩa là mọi người vẫn cứ lộn khái niệm của truyền hình và vlog. Cái mùa dịch này là tốt nhất để thời gian học hành mà. Có nhiều job có thể trôi nổi trên mạng. Đúng. Vậy thì nếu mà muốn học thì có thể lên fanpage của Michi nè, hoặc là lên fanpage của chị Miko Lan Trinh có dấu tích xanh để mình học được không ạ? Trời ơi, Uyên, em là MC quá có tâm luôn. Tụi em về công ty, xin mời em về công ty. Nếu mà đã có một cái người sẵn sàng giới thiệu, hướng dẫn cho mình thì tại sao mình lại không ngại để đem đi ra cho tất cả mọi người cùng biết cái việc đó, đúng không ạ? Mừng quá, có những fan hoặc là khán giả văn minh đó là tụi anh mừng vô cùng, là giống như phải chụp lấy em. Tại vì mình muốn chia sẻ đi những cái tốt, những cái mà thiết thực nhất, kiếm được tiền nè, công việc, cuộc sống và tình yêu ổn định cho tất cả mọi người nói chung. Tại vì nếu cứ chăm chăm vào hai đứa thì câu chuyện đó nó sẽ là câu chuyện quá nhàm chán và nó bó buộc trong hai con người thôi. Đến đây thì chắc là thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Chúng ta phải sắp chia tay với anh Kinh Kenji và chị Miko Lan Trinh thôi. Vì bây giờ anh chị hãy cho khán giả chương trình Cà Phê Trưa một gọi là một cái lời động viên, một cái lời gọi là khích lệ tinh thần của tất cả mọi người trong mùa dịch này được không ạ? Khích lệ thì chắc phải nói mọi người là tiền thì vẫn còn đó. Sức khỏe đi, mọi người phải tập trung vào lo cho chuyện sức khỏe của mình trước. Đừng vì những cái khó khăn tiêu cực của hiện tại mà suy sụp. Xin chúc tất cả mọi người có một cái sự may mắn nhất cũng như là sức khỏe dồi dào nhất để chúng ta vượt qua mùa dịch này. Những cái lời chia sẻ rất là thiết thực nha. Và nếu như khán giả của chương trình Cà Phê Trưa các bạn yêu quý Miko Lan Trinh cùng anh Kenji hoặc là cả cặp đôi Michi luôn thì các bạn có thể comment, like, share vào ngay dưới video này. Rồi rồi, em cảm ơn anh chị nhiều nha. Vậy em xin được cúp máy tại đây nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Chào ekip.